Như chịu hẹn mình ra đây gặp mặt, vậy là mình có cơ hội rồi. Cố gắng lên Long ơi. Ngân ơi, tôi bị cướp rồi. Cứu tôi với. Chuyện gì vậy? Anh đang ở đâu? Hả? Anh Long ơi! Anh Long! Anh Long ơi! Đây nè. Anh Long! Anh có sao không vậy? Cô không thấy tôi bầm dập như vẻ rách thì sao mà cô hỏi tôi có sao không? Đỡ tôi dậy coi. Đỡ tôi dậy đi. Anh... Đau lắm hả? Thì đau lắm nhưng mà đỡ vậy coi. Trời, ráng lên để tôi đỡ nè. Nhẹ thôi. Sao ở nhà mà đi ra đây làm chi vậy? Nhưng mà anh có thấy mặt tụi cướp không vậy? Tôi thấy được tôi chết liền á. Nó đánh lén tôi, nó chùm bao ni lông. Nó quýnh tôi như con không đẻ vậy đó. Nó quýnh tôi bầm dập. Tôi kêu cứu quá trời quá đất mà vẫn que vẫn quát ai đâu mà ra cứu tôi. Anh cũng thiệt tình á. Anh ra đây làm chi cho bị cướp vậy hả? Tôi đâu có khùng đâu ra đây. Tự nhiên không có chuyện gì ra đây làm chi cho chúng quýnh. Như nhắn tin hẹn tôi ra đây gặp mặt, cho nên tôi mới ra đây nè. Ai giờ bị cướp, hiểu chưa? Ủa, tại sao Nhi lại hẹn anh mấy chỗ kỳ cục như vậy? Ai biết đâu. Có khi nào... Anh kiểm tra lại coi, phải số điện thoại Nhi nhắn cho anh không vậy? Kiểm tra lại coi. Không phải. Cái số nào lạ quắc à. Nó nhắn tin xong rồi tự nói lời Nhi. Nè, cô anh coi đi. Anh đi đây, cho tôi mượn coi coi. Có khi nào ai đó giả danh Nhi nhắn tin cho anh, giả bộ hẹn anh ra đây để giả vờ cướp xe không vậy? Thôi đi, bây giờ tôi chở lên công an xã để trình báo công an nha. Chở đi đi, chở tôi lên công an liền đi. Từ từ thôi. Để tôi đợi anh đứng lên. Đi được không vợ? Rồi, lên xe đi, cẩn thận đó. Cầm đi. Khoan. Hả? Lại lấy cái bao ni lông đó đi. Chi vợ, tự nhiên lấy cái bao đó theo làm gì? Nhân chứng vật chứng đi đưa cho công an. Người ta coi cái vân tay chỉ tay gì đó của tên cướp, hiểu không? Có cần tôi lấy cái bao ni lông trùm lên đầu anh để giả bộ hiện trường luôn không? Thôi đừng có cãi nữa, lấy đi. Tôi bị tổn thương rồi, đừng có cãi nữa. Nè, anh cầm đi. Đừng bao giờ cãi với những người đang bị thương. Người ta không có sức cãi. Nè, nhìn tôi chặt coi chừng té đó nha. Thôi, đi đi. Anh Long. Trời ơi. Anh Long ơi, dậy đi. Anh Long ơi. Mở cửa anh Long. Cái gì vậy? Một trái nhà tới nơi hay sao mà cô làm mầm mầm vậy? Hả? Ai biết đâu, tôi gọi hoài mà anh không chịu mở cửa, tôi tưởng có chuyện gì. Chuyện gì là chuyện gì, cô có biết là hôm qua tôi bị đánh ê ẩm không? Cho nên là hôm nay tôi đi làm không có nổi đâu. Biết rồi, tôi vô tôi coi anh khỏe chưa thôi à. Anh có sao không? Trời ơi, muốn giết người à. Bụng nhẹ hề mà cũng đau nữa. Sao không đau? Cô có biết là tôi bị nội thương không? Trời Nè, tôi vô là tôi nói anh, tôi có nấu sẵn đồ ăn sáng dưới bếp á. Khi nào anh thức dậy, anh xuống dưới anh Lục ăn nha. Nhớ uống thuốc đó.
Này làm gì tốt cho tôi dữ vậy? Thì nấu đồ cho anh ăn uống thuốc thôi chứ có gì đâu mà tốt. Cảm ơn. Ủa mà nè, bộ anh không điện cho dì Tư thiệt á hả? Thôi, để khi nào mẹ tôi về tôi nói luôn. Mất thì cũng đã mất rồi, mất công mẹ tôi biết mẹ tôi thêm lo nữa. Mà nè, tôi dặn là không có được nhiều chuyện nghe chứ. Anh làm cho tôi nhiều chuyện lắm vậy đó. Tôi dặn trước. Được rồi, muốn làm gì thì làm đi, đừng có làm phiền tôi nữa. Đi ra là góp làm việc đi, để tôi ngủ một cái. Nhớ uống thuốc đó. Biết rồi. Tốt cũng được. Xứ này á, toàn là trái cây không à, đủ loại hết á. Tặng cho con ít ăn lấy thảo. Nè. Dạ, con cảm ơn bác. Anh về cẩn thận nha. Chừng nào em lên vậy? Em ở chơi với ba thêm vài ngày nữa rồi em lên. Hay là anh xuống đón em nha. Thôi khỏi đi, em đi xe đò được rồi. Anh á, còn công chuyện của anh nữa mà. Vậy cũng được. Alo, cho hỏi phải chú ba không à? Bà Bảnh đây, ai gọi tôi vậy? Dạ, con là Tùng, bên công an điều tra. Công an gọi tôi làm chi? Tôi là công dân tốt, có làm gì đâu, có giấy chứng minh hẳn hoài à. Dạ, tụi con gọi đi gặp cô Nhi có chút Kiếm chuyện. Nhi hả? Dạ. Công an gặp con nè. Kiếm con chi? Ai biết đâu, mở loa cho ba nghe coi. Dạ, em là Nhi nè, có gì không ạ? Tối hôm qua, cậu Long bị cướp, cô có biết không? Dạ không, em không biết. Thằng đó bị cướp xe có liên quan gì tới con gái tôi mà anh hỏi? Dạ, tối qua, cậu Long nhận được tin nhắn của cô Nhi, nhưng khi tới nơi gặp thì bị cướp. Con gái tụi đó tới giờ ăn học ngoan ngoãn đàng hoàng, nghĩ sao mà nó đi cướp của thằng Long? Dạ chú cứ bình tĩnh. Tĩnh gì? Tụi con chỉ muốn hỏi để điều tra thôi. Số điện thoại nhắn tin cho cậu Long, cậu Long cũng nói không phải là số của cô Nhi, mà là một số lạ, xưng là Nhi. Vậy là có người mượn danh con tôi để lừa nó rồi. Với con tôi có liên quan gì tới đâu? Dạ, em thiệt tình là không có biết gì hết á. Vậy có nhiều người biết được mối quan hệ của hai người không? Cả cái vùng này ai mà không biết cái thằng quỷ đó mặt dày? Nó đeo đuổi con gái tôi mấy năm nay, hả? Thì ra là vậy. Dạ, cảm ơn chú, cảm ơn cô. Tụi con sẽ điều tra tiếp. Chào mọi người. Dạ, chào anh. Thằng quỷ thằng Long này đúng là báo hại thiệt chứ. Mắc cái giống gì mà tối ngày nó cứ ám ảnh gia đình này hoài vậy không biết? Chắc là công an sẽ điều tra thôi mà bác. Thôi, anh Khánh đi về đi, không thôi trễ á. Em phải cẩn thận nha. Có gì gọi điện thoại báo anh. Dạ. Trời ơi, cái nó mới nữa đó hả? Nó. Thôi, anh Khánh đi về đi. Hả? Thưa bác con đi. Thằng này nó làm gì mà nó nhiều nón dữ vậy ta? Dạ thưa bác con về. Về đi. Khi nào rảnh nhớ đợi nón xuống chơi. Dạ. Thằng có nón đẹp chứ. Còn cái thằng quỷ lông mắt dịch, làm gì nó kéo con vô chổng chi vậy? Con biết rồi đó, cái xứ này á, nhiều chuyện lắm, thế nào cũng động đại, thiêu dệt ra tùm lum tà la cho coi. Nhi hả? Anh nghe nè, lâu lắm rồi anh mới thấy em gọi điện thoại cho anh đó. Chuyện anh bị cướp xe có liên quan gì tới tôi đâu mà anh báo công an để cho người ta kiếm tôi vậy? Anh xin lỗi. Thì công an nó hỏi làm sao anh khai báo đúng sự thật thôi mà. Với lại anh cũng nói với công an là em không có liên quan rồi. Có ai đó mượn danh em để mà lừa anh thôi. Từ đây về sau, anh đừng có tới nhà kiếm tôi nữa nha. Nhi! Nhi! Cái gì kỳ vậy trời? Em nghe nè anh Khánh. Cậu làm ăn cái kiểu gì vậy hả?
Tôi kêu cậu cho thằng Long một bài học thôi. Vậy mà cậu dàn cảnh cướp xe làm cái gì để công an điều tra tùm lum hết vậy hả? Em đã biết rồi. Chắc là tụi nó nhất thời tham lam thôi. Tôi không biết. Cậu làm sao thì làm, đừng có để dính dáng tới tôi. Nếu có chuyện gì không y với tôi đâu. Anh yên tâm đi, em thừa biết chuyện đó mà. Có gì em sẽ chịu trách nhiệm, không ảnh hưởng tới anh đâu. Thằng Minh lại làm gì không suy nghĩ. Alo, có gì mà sáng rồi sớm vậy? Tao nói mày là chỉ đánh thằng Long thôi. Mặt mới là cướp xe của nó. Tại tao đang kẹt, với lại cũng tại nó mà tao phải ngưng buôn mấy chuyến. Coi như phần đó nó đền bù thiệt hại cho tao. Mày khùng quá, không biết suy nghĩ gì hết. Cái não mày chứa gì trong đó vậy? Bây giờ công an đã điều tra kìa. Mày yên tâm đi, tao đâu phải mới lần đầu ra làm ăn đâu. Tao sẽ giải quyết im gọn. Đảm bảo không có dấu vết gì hết. Mày cứ yên tâm đi. Ừ, chị cẩn thận, không mà tiêu hết cả đám á. Tao biết rồi. Mà nè, ngày mai tao đi sớm rồi. Cái vụ án buôn lậu của mày á, mày tạm ngưng một thời gian đi. Nếu không á, là bị tóm ráng chịu đó. Có người đang tính định bắt mày đó. Mà cái người này không dễ bỏ qua đâu nha. Ai vậy? Thằng Quỷ Long hả? Ừ, mày nên cẩn thận đó. Thằng khốn đó. Biết vậy, tối hôm qua tao đánh vô nó nằm viện luôn. Bây giờ công an đang điều tra rồi, mày bớt gây chú ý lại chút đi. Tao biết rồi, có gì á, alo tao. Ừ. Dì ơi, Nhi. Dì ơi. Dì nữa đây. Sao mày theo mày ám con gái tao hoài vậy mày hả? Dạ con không có ám, con chỉ muốn qua nói chuyện với Nhi thôi à. Muốn nói chuyện phải không? Dạ. Cho mày nói câu ngắn, tao đứng đây tao nghe nè. Nhi ơi, cho anh xin lỗi. Anh cũng đâu có biết đâu. Tại vì công an hỏi sao anh trả lời vậy. Anh đâu có ngờ công an điện thoại cho em đâu. Chuyện đó cứ để công an điều tra họ giải quyết. Bây giờ tôi cũng đã có bạn trai rồi, tôi không muốn gặp anh nữa. Số điện thoại của anh tôi cũng chặn luôn rồi. Từ nay tôi với anh coi như là không quen biết đi. Đó, mày có nghe chưa? Nghe rõ từng chữ chưa? Hay con Ly, về được chưa? Nhi à, cho anh cơ hội đi mà. Anh không còn như xưa nữa, anh không còn thích mê game nữa. Mà bây giờ anh là một giám đốc lò gốm đó Nhi. Cái thằng cha Khánh nó chưa chắc tốt đâu em. Chưa chắc là hắn ta yêu em bằng anh đâu. Thằng này công nhận lì thiệt ta. Được rồi, đứng lại đi, thấy không? Để tao vô múc nước tao tắm mày mới sợ. Bất bờ. Con cứ tiếp diễn cho nó đi. Bất bờ. Thằng này nó khoái anh cũng chưa lắm. Chịu về nữa. Để ba tôi tạt nước anh mới chịu về đúng không? Bây giờ em tha thứ cho anh mới về. Anh buông ra. Anh không có buông. Em phải tha thứ cho anh đi mà Nhi. Anh buông ra coi. Anh không có buông. Anh buông ra. Anh tha thứ cho anh mới về. Anh không ra. Có buông. Anh không có buông đó. Hôm nay em tán anh luôn hả Nhi? Bộ đó giờ em ghét anh dữ vậy hả Nhi? Phải. Tôi sẽ không bao giờ thích anh đâu. Anh làm ơn làm phước biến khỏi cuộc đời tôi đi. Nhi à, anh biết là em đang giận cho nên mới nói như vậy thôi. Anh xin lỗi anh em mà Nhi. Ra. Em tha thứ cho anh đi mà. Anh muốn Nhi em à, anh đang nghĩ hả? Em đó. Em tát đi. Em có việc tát đi. Cái thằng này á phải mạnh tay vậy đó mới vừa với nó. Sao được chưa? Về chưa? Anh để tắm cho sạch rồi về. Được. Kể từ nay anh sẽ không bao giờ làm phiền em với ba em nữa. Cảm ơn mày. Chào bác ba. Đừng tới đây nữa nha. Rồi, chúc mừng. Chết rồi, đừng tới đây nữa nha. Cướp sao lúc này nó lộng hành quá vậy ta? Sao mày không nói sớm để tôi tới tôi thăm ảnh nè. Ừ. Cầm đi. Ê, cái bà kia gì đang làm? Bà định bỏ đi đâu vậy? Kệ tôi, anh Long vừa bị đánh á, bây giờ tôi tới tôi phải hỏi han an ủi ảnh chứ. Thôi ảnh bị nhẹ hều à, có gì đâu mà thăm. Mẹ ở đây mày làm đi.
bị nhẹ nhưng mà cũng phải cần sự quan tâm. Đây là lúc tao thể hiện tình cảm với ảnh. Hiểu không? Nè, bà đi làm hay là đi cua chai? Công chuyện còn cả đống mà muốn đi là đi. Tôi đi chút thôi, làm gì dữ vậy? Bất quá thì bữa nay khỏi lấy tiền công, có gì đâu. Nè, Quyên. Quyên. Chú Sáu. Dạ, chú Sáu. Coi bà kìa, đang làm việc á mà bà bỏ đi. Chú Sáu, anh Long bị đánh cho nên con tới thăm ảnh thôi mà. Chắc nó không có bị nặng lắm đâu. Nãy chú còn thấy nó chạy xe ngời ngời. Mày thấy chưa? Ủa, mọi người trong lời sáng giờ chắc chưa nghe tin sắp dẻo gì đâu hả? Tên gì? Anh Long á bị chị Nhi chặn xe đánh giữa đường á. Cái gì? Đánh gì mà giữa đường ghê vậy? Có thể không vậy? Mà hồi sáng giờ mày ở trong lò sao mày biết vậy? Thì thằng em của em nó mới nhắn tin nãy luôn á. Vụ này gây sốt nhất vùng luôn. Nghe đâu người ta nói anh Long á báo công an á là chị Nhi cướp xe. Chị Nhi tức quá đánh anh Long tới tấp luôn. Trời, cái gì mà bà bạo lực dữ vậy? Cái bà Nhi đó tưởng hiền lành, bây giờ cho ông Long sáng mắt ra. Không phải đâu, chắc là người ta nói thêm nói bớt gì đó. Nhi làm sao mà đánh anh Long được? Thì ai biết đâu, thằng em nó em nói vậy thì em kể lại thôi. Chứ thêm bớt làm chi? Không có, anh Long ảnh khai với công an là có người mạo danh Nhi, xong rồi nhắn tin cho anh Long ra gặp để mà cướp xe thôi à. Đâu có ai mà nói Nhi cướp xe anh Long đâu. Tôi thấy nhỏ tầm banda đó được đó bà. Nó không phải tặng chứ, nhìn cái tướng nó không biết mắng đẻ rồi. À, vậy bữa nào mình cho hai đứa nó gặp mặt nha. Vậy nha. Tâm ơi, cho thêm chai rượu đi. Chào Tâm chút. Nè, mày cũng thiệt á Long. Con gái thiếu gì, tội gì bu theo con Nhi vậy? Để cho nó sỉ nhục vậy con? Chuyện của con, chị Tám đừng có xía vô. Thì tao nói vậy thôi. Thì chưa thấy ai ngu. Gái thôi mà. Dì Tám. Anh Long. Anh Long. Công nhận mày đúng ghê. Nè, sao anh ra đây uống rượu mà không chịu bắt máy vậy? Anh có biết là người ta lo cho anh lắm không? Nè, có nghe em nói gì không vậy? Đưa đây. Nè, đưa đây. Anh Long mà, đừng có uống nữa. Nè, đi về nha. Anh Long. Trả Ly lại đây. Tám, Tâm nói giùm câu đi Tám. Được rồi, để Tám. Quán rồi kìa. Nói cái gì? Quán tao bán rượu mà tụi bay kia tao cản nó, sao tao bán? Trời ơi. Mày cũng kỳ nữa. Để nó uống đi. Anh Long. Nè, có phải bà Nhi bà đánh anh đúng không? Anh nói đi. Em ra em nói chuyện với bà, em đòi lại công bằng cho anh. Anh yên tâm đi. Đừng có nhắc Nhi trước mặt tôi nữa. Về hết đi. Thôi tụi bay về đi. Cái bà Nhi đó, bà đánh anh mà anh nạt em hả? Thôi, tụi bay để nó uống đi. Tôi đang giận lắm đó. Tụi bay càm ràm họ nó quýnh luôn bây giờ à. Điều này là bà Nhi bà đánh ổng thiệt đó. Bà còn khen bà hiền nữa. Tôi nhìn là tôi thấy bà giả tạo lắm á. Dì cũng nghe đâu là con Nhi nó quýnh thằng này ghê lắm á. Mà thằng này cũng ngu, toàn đứng chịu trận không hả? Không có đâu, mọi người đừng có làm lớn chuyện như vậy. Cùng lắm á là Nhi chửi ổng vài câu thôi à. Thôi đi, ổng muốn gì thì kệ ổng đi, mình đi về. Cái gì mà đi về? Mệt quá, tụi bay muốn làm gì làm đi. Chứ bây giờ sao? Không lẽ tao với mày nghỉ làm đứng canh ổng nhậu hoài? Ở ngoài lò gớm quá trời việc kìa. Kệ ổng đi, về. Không, bữa nay tao xin nghỉ á. Dì Tám. Anh Long. Vậy? Dì Tám. Hả? Khi nào mà ổng Long muốn xỉn á, dì Tám điện cho con nha. Bữa con tới con đưa ổng về nha. Được rồi. Nhưng mà bay cho số điện thoại gì mới biết chứ. Dì Tám, nè. Dì lấy số con nha. Nè, bấm đi. Tao không chụp chạy nữa Tám ơi. Thôi. Chờ chút. Dì Tám, số con nè. Khi nào ổng xỉn á, dì Tám gọi con liền nha. Rồi. Gì? Quyên, về. Về đi. Tao nói rồi, bữa nay tao xin nghỉ mà. Nghe lời tao đi về đi. Tám ơi,
cho thêm chai rượu nữa. Chẳng chút. Mày đừng có nói với tao là mày tính làm cái chuyện hôm bữa nữa nha. Bây giờ mày có đi về không? Mày không về tao mét mẹ mày đó. Con đi. Nhỏ này, mày là bạn thân của trời tao. Trời ơi, lẹ đi. Tao hoài vậy? Tao chỉ muốn lo cho mày thôi. Đi về đi, kệ ổng. Đi. Đi thì đi. Từ từ buông tôi ra, thế mày đi trước đi. Nhanh lên đi Tám. Dì Tám, con về nha dì Tám. Tụi con về đi con. Để đó, Tám lo cho. Đi đi. Về nghe Tám. Đừng có chú biết rồi. Uống cũng về về thôi con. Mày uống gì mà giống như là trâu uống nước vậy? Giờ tao có bán cho tôi uống không? Thôi mày uống nhiều mày uống đi. Mày uống hết cái hũ này cũng được nữa. Mệt quá. Ê, hỏi coi anh Long sao rồi Ngân. Mày nhắc tao mới nhớ. Nãy giờ không thấy dì Tám điện. Đâu có thấy dì Tám điện cho tao đâu. Để tao điện thoại hỏi coi. Gọi liền đi. Alo. Dạ dì Tám. Dì Tám ơi, anh Long sao rồi dì? Ổng xỉn chưa vậy? Nó về nãy giờ rồi. Ủa? Hai đứa con về chút xíu là nó về luôn á. Ủa gì hả dì? Coi bộ á cũng phần tỉnh lắm. Cho nên là đi về được. Nên dì có điện cho tụi con. Dạ, con cảm ơn dì Tám nha. Sao rồi? Trời ơi, ổng tự đi về rồi kìa, không có sao hết á. Người đẹp, sao mấy nay anh nhắn tin mà em không thèm trả lời? Ở đâu ra mà anh lục được số tôi vậy? Muốn tán em thì phải có cách chứ. Anh dư tiền thì cứ việc nhắn tin đi, tôi không có rảnh để trả lời tin của anh đâu. Nè, con Nguyên nó không có thích anh đâu. Anh muốn chọc ghẹo đi kiếm người khác đi, đừng có kiếm Nguyên nha. Liên quan tới cô đâu mà cô lên tiếng. Mà Nguyên có đuổi tôi đâu. Phải Nguyên. Mày về với ông Long đi, để tao nói chuyện với ổng cho. Đi đi. Vậy tao về, mày cẩn thận nha, ổng không có đàng hoàng đâu đó. Biết rồi, tao đâu có hiền đâu. Ai làm gì được tao. Đi, đi đi. Con gái còn lứa gì, nhiều chuyện. Sao? Đi chơi với anh nha Nguyên. Muốn tán tôi, mày chỉ nhắn được có mấy cái tin sến xuống thì dẹp đi biết không? Tại mấy bữa nay á, anh bận quá. Sứ, vậy mà nói hay lắm. Chừng nào có tiền đi rồi hãy nói chuyện với tôi. Kìa Nguyên. Nguyên. Nè. Ê, tao nói mày là không có được theo nó sao theo hoài vậy? Ê, chuyện của tao thì liên quan tới mày. Muốn ăn đòn hả? Tao chỉ khuyên mày thôi mà. Con Nguyên nó chỉ thích tiền không à. Nhưng mà tao á thích Nguyên. Nhất định tao sẽ cứu được Nguyên. Có khi nào nó không được cứ nó làm bậy với Nguyên không ta? Cái bà đó tối ngày chỉ có tiền thôi à. Vậy là tối qua anh cũng không thấy gì hả? Có khi thằng Minh rút đi chỗ khác rồi. Không có đâu. Hôm nay ổng tới lời gớm để tán ông Nguyên nữa mà. Chắc là ổng chưa có đi đâu. Biết đâu á, nó bỏ luôn rồi. Thôi, em cứ kệ nó đi. Bây giờ ban đêm nguy hiểm lắm. Em không thấy thằng Long hả? Nó mới bị cướp xe kìa. Còn cái vụ xe thằng Long sao rồi em? Việc đó công an cũng đang điều tra. Mà họ nói cũng có thể do người quen biết làm nữa đó anh. Vậy hả? Bây giờ đúng là không biết đâu mà lường. Em không biết làm sao nữa. Sao cái vụ cái xe này nè, hình như ông Long ổng có chuyện gì với Nhi á. Coi bộ lần này ổng sốc dữ lắm nha. Từ đó giờ ai nói gì ổng cũng cà rỡn không à. Hồi sáng này tự nhiên cái nạt tụi em à. Thôi trễ quá rồi. Anh Hữu, hay mình về đi ha. Em coi ông Long ổng tỉnh chưa nữa. Ngân, sao em lo cho ông Long dữ vậy? Không có. Tại vì Tư dặn em là phải coi chừng ông Long. Lỡ ổng tỉnh dậy mà không có em ở đó, mất công dì Tư nói em không biết trả lời sao hết. Thiệt không?
Anh cứ nghĩ là em thích Long không đó. Em nói thiệt làm gì có. Trời ơi, nghĩ sao mà em thích ông Long chứ. Tính của em với ổng khác nhau một trời một vực à. Thiệt ra em thấy ổng quan tâm tới lò gốm, nên em chỉ hy vọng ổng sẽ giật dậy được lò gốm đó. Tại lò gốm cho nên em mới quan tâm ổng đó mà. Sao em thích gốm dữ vậy? Từ hồi nhỏ tới bây giờ em lớn lên với gốm mà. Em có nhiều kỷ niệm đẹp với gốm lắm. Còn anh Hữu, bộ anh Hữu không thích gốm hả? Anh thì cũng bình thường thôi. Nhưng anh thấy gốm của mình không có chịu cải tiến, không có thấy đẹp, không có thấy sang như gốm xứ khác. Em khác anh Hữu ha. Em thấy gốm đỏ quê mình đẹp lắm. Tuy là nó rất mộc mạc, nhưng mà nó có nét độc đáo riêng, giống như con người ta vậy đó. Có người thì hào nhoáng bề ngoài, có người thì lại đơn giản. Anh Hữu nói vậy, em đoán chắc anh Hữu chỉ thích mấy cô gái đẹp thôi à. Làm gì có. Rồi, đang nói gớm, tự nhiên em rẽ sang con người à. Em nói thiệt, em thấy em cũng giống như gớm đỏ vậy đó. Tại sao, sao anh Hữu thích em? Vì từ nhỏ tụi mình đã lớn lên bên nhau rồi mà. Em lại luôn đối xử tốt với anh nữa. Nhưng lỡ có một ngày anh Hữu thấy bình gốm khác đẹp hơn, quý hơn, anh Hữu tính sao? Tất nhiên anh sẽ lấy cái bình đẹp hơn và quý hơn rồi. Nhưng mà anh sẽ đem nó để tặng em. Anh nói gì vậy? Em nói chuyện nghiêm túc mà. Ừ, thì anh cũng nói nghiêm túc mà. Gốm là gốm, người là người. Tự nhiên em đi so sánh gốm là người, ẩn dụ sao mà đúng chỗ này được, đúng không? Vậy em không ẩn dụ nữa. Nếu như vậy anh Hữu làm gì? Em phải tin tưởng anh. Anh chỉ yêu một mình em thôi. Anh ở đây, ở đây người ta đi qua đi lại đông lắm. Người ta nhìn thấy hai đứa mình bây giờ. Tụi mình trước sau gì cũng cưới mà. Thôi đi, ở đây dễ bị cướp lắm á. Hôm trước anh Long anh cũng đi giờ này nè, mà anh cũng bị cướp xe nữa. Ở đây nguy hiểm lắm, tụi mình về nhà đi anh Hữu. Em thiệt là. Đi anh Hữu. Ơ, để. Nè anh Long. Anh Long dậy chưa vợ? Trễ giờ ra lò gốm rồi nè. Anh mà ra trễ tôi trừ lương đó nha. Điều đéo cái gì? Làm đồ sáng xong chưa? Có rồi. Anh tính đi đâu vậy? Hổ dư thừa. Đi làm chứ đi đâu. Chuẩn bị đồ sáng đi, nhanh lên. Đứng nhìn tôi cái gì? Đùa gì bây giờ? Đứng nhìn tôi nữa. Không tranh thủ dọn đồ ăn sáng ra đi ăn đâu rồi đi làm. Nhanh lên nhìn cái gì? Trời đất ơi, thiệt tình á. Tôi kêu là nhanh chứ đâu phải là ẩu đâu. Không nào, đúng không? Đi qua đây ngồi đi. Không nên thân gì hết trơn. Kêu dọn đồ ăn sáng ra mà cô không xong nữa. Vậy mà cũng bị phỏng nữa. Ta kêu lòng nhanh chứ đâu là mẫu. Có sao không? Ờ, không. Rồi. Cảm ơn nha. Ăn lẹ lên. Nè, anh không sao chứ? Sao là sao?
Tôi không biết nữa. Sao bữa nay anh khác mọi lần quá vậy? Dậy khác sớm gì? Còn đóng thùng nữa. Lạ quá vậy. Có gì đâu lạ. Bắt đầu từ ngày hôm nay nè, tôi sẽ như vậy nè. Tôi là người có tự trọng, đâu thể để người ta xem thường tôi được. Thằng Long làm biến mặt dày, mất sẽ biến mất. Chỉ còn có thằng Long, giám đốc của lò gốm, biết chưa? Nhìn cái gì? Ăn nhanh lên đi, còn đi làm nữa. Tới lò gốm trễ, tôi trừ lương nữa nghe chưa? Tôi đang ăn nè. Mấy lò gốm ở dưới gọi điện cho anh chưa? Tôi mới vừa nhận được điện thoại, chuẩn bị xuống nhận hàng đây. Tôi có dặn lò khác làm mẫu giống nhà thằng Long. Có nhà thằng Long làm mẫu đi lấy, họ sẽ dễ tin tưởng anh hơn. Đợt gốm vừa rồi xuất khẩu qua bên đó người ta thích lắm, rất là có tiềm năng. Cảm ơn anh nha. Anh cứ yên tâm, mình có lời cùng chia nhau mà. Làm sao mà tôi quên anh được. Chào chị. Chào cậu. Ai vậy? Người đàn bà đó phá nát gia đình của tôi, gian díu có thai với ba của tôi. Tôi đã từng nói với anh rồi đó. Nè, thấy thằng Long đi giống như người khác vậy. Chắc nó bị con Nhi quánh thiệt. Tôi hỏi kỹ rồi, chỉ tán có cái thôi. Đúng là dân xứ mình nhiều chuyện thiệt. Thổi phồng lên, gì mà đánh đấm tùm lum tà la. Sao bà biết vậy? Thì bác Ba Bảnh nghe người ta nói xấu con ổng, nên ổng tức quá, ổng lên tiếng. Không phải vậy đâu. Tao thấy coi bộ lần này ông Long ổng bị sốc dữ lắm, nên mới thay đổi vậy á. Thì càng tốt. Tao sắp có cơ hội rồi đó. Trễ gì? Tôi nói cho ông nghe nha, tôi mà làm mợ chủ cái lò này, người đầu tiên tôi đuổi là ông á. Nè, bà đừng có mà tự tin quá nghe. Tối ngày bà chỉ biết có tiền thôi à. Thằng Minh hả? Nó không có hiện lành gì đâu. Nè, bà coi chừng có ngại nha. Quyên, vậy bữa nay mà dám qua lại với ông Minh nữa hả? Trời ơi, ta chỉ nói chuyện xã giao thôi. Mà chuyện của tao á, mắc mớ gì mấy người lên tiếng? Làm như tốt lắm vậy á. Mọi người, con tin vui rồi, con tin vui rồi. Tin gì vậy? Vậy đó con. Chuyện gì vậy anh? Chú Sáu. Sao? Có chuyện gì vậy Long? Con mới vừa liên hệ với thằng ba của con. Nó hay làm mấy phim tư liệu chiếu trên TV đó. Nó sẽ về đây quay lò gốm của mình. Nó sẽ giới thiệu về làng gốm đỏ của mình đó. Tưởng gì, hồi xưa cũng có đài truyền hình về đây quay rồi. Nói về cái thực trạng làng nghề này nè. Mà chú Sáu Tân cũng trả lời gọi chú còn lên TV nữa. Chán thì sợ luôn á. Nó không biết mình đã ham nói thì sợ luôn à. Cái đó là khác. Còn cái này là phim, nói về khía cạnh độc đáo của gốm đỏ làng mình. Cô như là hình thức PR, cô biết chưa ông hai? PR là cái gì vậy? Thì giống như là quảng cáo vậy đó. Tao đã lên kế hoạch quảng cáo cho lò gốm của mình rồi. Sắp tới nha, con sẽ bắt mối với mấy công ty du lịch địa phương để đưa khách tới tham quan lò gốm của mình đó. Còn bây giờ nha, tao phải học cách làm gốm. Sao bữa nay siêng quá vậy? Tại sắp tới quay phim rồi. Bạn tôi muốn có người hướng dẫn cách làm gốm. Tất nhiên là tôi phải biết làm, bởi vì tôi là chủ lò mà. Vậy anh, vậy em với anh cùng làm để mình quay phim nha. Em làm như là quay phim đám cưới không bằng vậy. Chỉ một mình anh thôi. Anh là chủ lò mà. Bộ em là bà chủ lò hả? Em đi. Tên, bây giờ mày hướng dẫn tao cách làm gốm nha. Ngày mốt là bạn tao xuống quay phim rồi, cho nên là tao phải biết. Thôi, tao mất canh lò rồi, mày kêu Ngân đi. Thôi chỉ tao đi. Thôi đi. Mấy công đoạn làm gốm á, anh để thợ lành nghề người ta làm đi. Hàm hố gì mấy chuyện đó vậy? Làm có ra đâu.
Nè, tôi là chủ lò mà, đừng có xem thường tôi vậy chứ, tôi phải làm chính chứ. Thôi được rồi, để Ngân chỉ cho con ha. Chú, thôi đi chú, con bận lắm, con đâu có thời gian đâu mà rảnh đu theo mấy cái trò khoe mẽ của ổng. Mà con nói thiệt với chú nha, con có chỉ cho ổng á, chưa chắc ổng làm được đâu chú, tốn thời gian của con. Nè, nói gì vậy? Đừng có coi thường tôi quá nghe chưa. Xong rồi, ai bận thì cứ lo làm việc của mọi người đi, tôi không cần ai chỉ hết trơn á, tôi thông minh mà. Hôm rồi tôi coi mọi người làm tôi cũng biết sơ sơ rồi. Chú Sáu, bây giờ con làm thử một cái chậu, chú coi coi có gì góp ý không, để con làm cho nó hoàn chỉnh nha. Thôi con cứ lo làm đi, có gì chú chỉ thêm cho. Dạ. Còn bây giờ thì ai cũng bận hết trơn rồi. Để con làm, không cần ai chỉ hết, với ở chứ gì. Thôi, đi làm việc của mọi người đi. Anh Long, anh Long, anh Long. Sao rồi? Nghe xong rồi. Giỏi quá ha. Sao rồi ông chủ lò? Làm có cái chậu mà từ sáng tới giờ vẫn chưa xong một cái chậu nữa vậy hả? Thôi, bỏ đi ha, mai vô làm tiếp. Kệ tôi đi, cô quan tâm làm cái gì? Tôi muốn làm từ từ, để cho nó hoàn thiện, nó hoàn chỉnh, cho nó đẹp, hiểu chưa? Nhìn gì? Làm gì kệ tôi đi, đủ việc bây giờ. Đi về đi, đi về đi, đi về đi. Kệ tôi đi. Anh ráng lên nha. Bây giờ em mất công chuyện rồi, không thôi là em ở lại chơi với anh á. Nha, ráng lên nha. Ai về, về đi, về hết đi. Em về á. Về đi. Về trước nha. Cố lên, cố lên. Nè, tránh ra đi, tôi chỉ cho. Anh làm như vậy nó không có đều đâu. Chứ làm sao? Nè, nhìn, cầm miếng này. Đây nè. Rồi, anh thấy chưa? Tưởng gì, này ai không biết. Tại vì tôi chưa làm tới thôi. Làm như là làm gớm dễ lắm vậy đó. Anh phải đều tay. Làm lại cho tôi coi đi. Không được, bên này chưa có đều nè. Qua đây. Nè, ở đây một tay này vịn phải không? Một tay này xoay vững nha. Sao tự nhiên tốt với tôi dữ vậy hả? Chẳng qua là tại vì tôi không muốn phí cục đất sét thôi à. Nè, méo xẹo rồi nè, làm lại đi. Cái gì cũng phải từ từ chứ. Nè, được chưa? Chưa được. Giỏi quá ta. Cái này nung xong cái chậu này ra, tôi sẽ đem vô phòng giám đốc tôi trưng bày. Chi vậy? Để làm kỷ niệm. Biết đâu được sau này tôi nổi tiếng, nó đem cái chậu này đi đấu giá rồi sao? Trời đất ơi, anh á, cái tật nổ cũng không bỏ được à. Kể tôi. Xong rồi, bây giờ phải chụp hình kỷ niệm lại. Hả? Chụp hình hả? Ừ. Rồi chụp đi. Ê, đâu vậy? Thì anh chụp. Ngồi xuống đây. Mới gì tới tôi. Thì ngồi xuống đây đi. Cô là thầy của tôi mà, cho nên là phải chụp hình kỷ niệm ngày đầu tiên làm cái gốm này được thầy chỉ dẫn chứ. Nè nè nè, gốm đồ của mình cũng đẹp lắm chứ bộ, nhìn rất là độc đáo. Nè, bộ anh không thấy gốm trắng men của xứ khác đẹp hơn gốm đỏ xứ mình hả? Đẹp thì cũng đẹp, nhưng mà tôi thấy gốm của mình có hồn hơn, mộc mạc, rất là gần gũi, không có lẫn lộn vô các loại gốm khác.
tới ngày màu mè. Kệ tôi. Ủa chú Sáu, hai đứa xong hết rồi hả? Chú Sáu, chú Sáu nhìn nè. Xong rồi chú ngồi đi. Chú Sáu coi con làm vậy có đẹp không? Để coi. Chuẩn chưa? Mới làm lần đầu vậy là được rồi đó con. Vậy hả chú? Để phơi nắng vài ngày rồi đem nung. Dạ. À phải rồi chú Sáu, tối nay chú ở lại canh lò hả? Thì mọi người chia nhau canh mà. Hay là bữa tới chú để con canh lò ha. Từ trước tới bây giờ con chưa canh lò lần nào hết đó chú. Thôi, thức khuya mệt lắm, con là con gái mà. Ủa chú, bộ canh lò là mình phải canh suốt đêm hả chú? Thì phải canh để đảm bảo là lò luôn cháy đều, rồi phải điều chỉnh lửa hỗn này nọ nữa. Bởi vậy một cái chậu gốm mà làm ra là biết bao nhiêu công sức và tâm huyết của thợ gốm. Con là thế hệ trẻ của làng gốm này, ráng lên nghe con. Con sẽ cố gắng mà, chú yên tâm đi. Con sẽ vực dậy làng nghề gốm đỏ của mình. Cắt cái môi bây giờ. Chề cái gì mà chề? Tối ngày chề môi, chề môi. Thôi hai đứa về đi, để chú Sáu vô canh lò nghe. Dạ. Dạ. Ê, nè, tối nay 11 giờ là dì Tư về tới đó. Anh tính đi đón hay là tôi đón nha? Thì đương nhiên là tôi đón rồi. Thời buổi bây giờ trộm cướp hạ rầm gì đó, lỡ mẹ tôi có chuyện gì á, cô xách dép cô chạy thì có ở đó mà cô bảo vệ mẹ tôi. Chứ tưởng là anh nói với tôi là để cho anh ngủ tôi đi đón chứ. Công nhận cũng có hiếu quá ha. Nè, sao lúc nào cô cũng coi thường tôi hết trơn vậy? Cô xem cô có ai đủ chuẩn như tôi không? Đẹp trai, tài giỏi, lại có hiếu nữa chứ. Trời ơi, anh làm ơn được không? Suốt ngày cứ tự khen mình, tôi nổi da gà cục cục luôn đây nè. Chỉ có những người ghen tị như cô á mới không chịu thừa nhận cái sự tài giỏi của con người tôi thôi. Đi về, nhìn cái gì mà nhìn? Nhanh lên. Không, quên nữa, còn cái này phải đem cái này đi phơi nắng mới được. Tránh ra. Thôi con đi vô vô. Đứng lại. Ngồi xuống. Trời đất ơi, mày biết có cướp mà mày để em nó về một mình hả? Em đi bộ cũng ghê lắm đó anh Tình. Đưa em nó về đi. Đưa em về nha. Nhưng anh đi xe đạp mà. Em không có ngại đi xe đạp đâu. Từ khi nhưng mà mình dễ ăn cướp tù hơn. Bảo nghe đâu công an đang điều tra truy bắt dữ lắm đó. Mày coi chừng á. Coi chừng gì mà coi chừng. Khi nào mẹ mới mua xe cho con vậy? Đi đỡ xe mẹ.